Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Em gái tỷ phú của Cẩm Ly nhận tin vui tỷ đô trên đất Mỹ. Cẩm Ly là một nữ nghệ sĩ tên tuổi trong làng nhạc trữ tình Việt Nam. Nhiều khán giả đã biết đến cô em Minh Tuyết một thời cùng chị gái Cẩm Ly trở thành cặp song sinh nổi tiếng thời những năm 90. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Cẩm Ly còn có một cô em gái xinh đẹp, tài năng và đặc biệt giàu có chính là nữ ca sĩ Hà Phương. Thậm chí Hà Phương còn có thời gian được chú ý nhiều hơn cả Cẩm Ly. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, cô đã lui về hậu trường, hạn chế tiếp xúc truyền thông. Hà Phương lấy chính Chu, người đàn ông đáng gờm của phố Wall. Ông xã của Hà Phương được mệnh danh là người đàn ông đáng gờm, là một tỷ phú gốc Việt có tiếng ở Mỹ. Khối tài sản của vợ chồng Hà Phương tính đến năm 2019 là 1,5 tỷ USD. Họ từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tái mặt khi vung 34,3 triệu USD, hơn 700 tỷ đồng để mua trọn tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump. Lấy chồng tỷ phú, cuộc sống Hà Phương khiến nhiều người ghen tị khi sống sang chảnh trong biệt thự, đi lại bằng siêu xe, phi cơ riêng. Mới đây, em gái Cẩm Ly lại một lần nữa khiến nhiều người choáng ngợp khi khoe tin vui. Theo đó, công ty của ông xã vừa phát hành cổ phiếu ở Mỹ, nữ ca sĩ thậm chí còn chia sẻ một bài viết về việc công ty của ông xã mình huy động 1,7 tỷ đô để phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hà Phương đã không giấu được sự hạnh phúc và tự hào khi thông báo tin vui này trên trang cá nhân. Sau khi chia sẻ tin vui, mọi người trên trang cá nhân, Hà Phương đã nhận được nhiều lời chúc ngưỡng mộ từ bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.